Tôi là thương phối binh Việt Nam Cộng Hòa, ba nhân thành số quân 74-0781, đại đội 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, sư đoàn 2 bộ binh, bị thương cục mồng 305 chân trái tại Bình Định năm 1974. Hôm nay ngày thứ 6, 18 tháng 10, 2021, giờ Việt Nam, qua nhập cầu nói, dân kim hát cho đồng bào tôi. Tôi có nhận số tiền là 100 USD do cháu dân kim hai mặt vợ chồng hùng nghĩa cung ở thị chỉ gửi về quỹ lạo cho tôi. Tôi xin cảm chân thành cảm ơn và chúc cho vợ chồng em hồng nghĩa cung và gia đình nhiều sức khỏe. Được chưa?